lắp. Future Nail 256 nha anh em, quang gấp quang tắt rồi nha, máy im như chó thở nha anh em. Dàn chân zin nha, bạc zin, sườn thì quang có quay cho anh em xem rồi đó, sườn rất là đẹp luôn, áo thì đẹp liền lạc nha anh em. Cái máy nè, máy thì thầm luôn nha mọi người. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha. Thì trước mắt cả nhà anh em đây là chiếc Nail sườn xám nha anh em. Sườn xám đời 206 nha mọi người. Xe này giá tuy là giá hai mấy triệu bình dân thôi, nhưng mà được cái sườn rất là đẹp nha anh em. Sườn này là sơn zin luôn nha mọi người, Quang xem rồi nha. Sườn rất là đẹp luôn. Quang sẽ đi một vòng cho anh em xem cái sườn này nha. Chiếc này hôm bữa Quang quay lúc có áo rồi, thì hôm nay Quang sẽ cập nhật bên trong cho anh em xem nha. Thì chung chiếc nào rảnh rỗi thì Quang sẽ mở quay cho anh em xem nha anh em. Có thời gian thì Quang mới mở ra được nha mọi người. Cả nhà xem cái sườn nè, Quang sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Ống sườn nè, chung một sườn rất là đẹp luôn. Sườn xám xịt rồi nha anh em, ốc phục chưa mở nè. Chiếc này thì máy zin im nha anh em, đầu lòng chưa gớt nha. Máy ốc ngoe nè, sườn nè, cái sườn dày cui à. Đây, ok là chiếc số 3 nha anh em. Sườn này không có thua gì mấy xe mà 4 mấy, 5 mấy triệu đâu mọi người. Đẹp tới nắp luôn. Bên trong nắp đẹp luôn nha anh em. Lốc nè, lốc còn rất là liền nha mọi người. Hai cái nút này qua thấy chưa có dấu chỉnh luôn nè. Ghi đông này nha anh em, ốc ghi đông đây. Ốc bình dầu đây, không có xét luôn mọi người. Cả nhà xem video, thấy video hay cho Quang xin được đăng ký kênh nha anh em. Một lượt đăng ký kênh để một lượt like để tăng tính tương tác giúp kênh của Quang nha. Cảm ơn anh em. Quang sẽ quay từ từ chi tiết bên trong cho cả nhà xem nha. Dàn lốc nè, cũng liền luôn. Lốc zin nha anh em. Hơi khờn khờn này xíu thôi nhưng không đáng kể đâu mọi người. Hơi khờn này xíu này, quên để luôn, không có sơn nha. Ốc chơi máy nè, ốc chơi máy nè, sườn xanh tới dưới luôn à. Hiếm khi gặp được cái sườn đẹp lắm nha mọi người. Chiếc này là 206 bình xăng nha, bình xăng con nha anh em. Ồ, có ốc chỉnh anti nè, chân thật luôn.
Chiếc này được cái hồ sơ cầm tay nữa, anh em mua về thì sang tên nhanh gọn. Lúc này hồ sơ cầm tay nó khỏe mọi người. Đây, quay một cái con lòng cho anh em xem nè. Nó con lòng nha anh em. Còn con chân lòng nè. Đây, thích khao nha anh em. Màu xanh lá cây nè. Của đời Mitsuba nha. Xích đạp đây, xanh chành luôn. Sườn xanh tới dưới luôn à. Nè nè. Sườn là không một màu nha anh em. Bao anh em nha. Bạc đùm nè. Chiếc này thì bánh căm. Thắng đĩa cho mọi người. Thắng đĩa thì anh em sau này muốn lên mâm thì rất là tiện luôn. Xe vô cặp mâm là nhìn cũng rất là cứng cáp luôn nha anh em. Quang tháo vô rồi. Bây giờ không có nổ máy anh em nghe được. Có clip mà hôm qua Quang đăng đầy đủ á, là có tiếng máy anh em, máy im lắm. Xe đi đầm nhẹ, chắc hơi. Yên 2.6 luôn nha anh em. Đế mút zin. Da có lặp lại nha mọi người. Đế đẹp lắm, cả nhà xem đế nè. Bắt im nè, xanh chanh nè. Vỏ sau thì được cái chủ mới thay nha anh em, thay Inu nha, mới thay còn chỉ luôn, còn chỉ còn gai luôn mọi người. Chỉ nè, vỏ Inu nha, vỏ này mới cũng mắc tiền mọi người. Dành Goshi không một mọt nha anh em. Dành là theo xe một đôi nha anh em, chưa có thai nha. Nè, Goshi nè. Goshi EG. Để Quang quay cái trước luôn cho anh em xem. Goshi EG nha anh em. Chân lớn cũng đẹp luôn nha anh em. Quang quay dàn gấp cho anh em xem. Liền lắm, xe này rất là liền luôn. 5 sức 2.6. Hộp sơn đây. Ốc cũng còn khá nha mọi người. Bọc sơn này chấp đi chút xíu nha anh em. Lú sơn lót rồi nè. Nè bạc đùm nè. Xăng nè. Mấy dòng này thì đi sướng nhẹ lắm mọi người. Sườn xám thì lâu lâu mới có xe nha nè. Mà xe mà sườn đẹp gì thì cũng hơi hiếm rồi nè. Và bán 2 mấy triệu nha. Hồ sơ cầm tay. Con lòng rất đẹp nha anh em. Đầu nè. Số máy 01 nha mọi người. Chân giữa đây. Chân giữa còn ghi luôn. Trước hơi nổi rồi nha anh em. Mà còn ghi nữa anh em, chưa sơn. Áo theo xe cả bộ rồi mọi người, Quang coi rồi. Phục đây còn liền hơn nè. Dành trước sau một đôi. Phục theo xe 06 luôn. C
xe đồ đạc còn khá nghiêm chỉnh, khá đủ nha anh. Dành thêm xe một đôi, áo ghi thêm xe cả bộ. Để gắn bô lại, Quang sẽ quay một clip nữa cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bô tay còn nha anh em. Rồi, bye bye cả nhà.